quấn quá vậy. Không quá nha. Ê, ơi còn trời 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 vậy kìa. Trời 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 trời, cái gì dữ vậy? Ôi, cá bự, cá bự lên ơi. Cá bự, cá bự. Lôi kìa kìa kìa. Trời trời trời, lôi kìa. Cường xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay thì Cường đi cắm câu cả nhà ơi. Hiện tại là đang là 6 giờ tối nha cả nhà. Hôm nay Cường đi cắm câu chung với anh Linh. Hai anh em đang cắm cả nhà, nhưng mà ở chỗ Cường thì đang nói chung là chỉ được cắm được cặp lộ thôi nha cả nhà. Hôm nay mình đi cắm câu cả nhà ơi. Mồi cắm mồi hôm nay cắm thì cắm mồi trùng nha cả nhà. Mồi trùng. Tổng hết là bao nhiêu cần anh Linh? 4 mấy cây á. 4 mấy cây hả? Dữ vậy. Có 4 mấy cây à. Mới có 6 giờ mà tối thui thùi vô nha. Để cái đèn anh Linh gặp cái đèn này cũng xịn sò nữa. Thì anh em đang kiếm chỗ cắm nha. Đèn quay không thấy gì nha nghe. Nói chung nước đang nước đang lớn nha cả nhà, cho nên là cũng dễ cắm lắm, bởi vì mình theo cặp mé mình cắm không mà bữa hổm nước nó giật ra không có chỗ cắm, nó cạn quá. Đó. Tối cái nước nó giật cái mình chỉnh cần xuống chút nữa là xong. Tiếp tục cắm nữa nha cả nhà. Cái này là hai cái đầu mương. Cắm bên đây một đầu với mấy em đèn đầu, tại vì hai cái đường cống ra vô á. Giờ nói chung là nước như vậy là cắm kiếm cái chê là cho nó chắc, chứ cá lóc nó hiếm lắm. Ở đây cá lóc này hiếm. Thì giờ này cũng tới giờ đi thăm nha cả nhà. Có chuẩn bị là một cái thùng bê mà không biết có cá bỏ vô không đây. Thì cần này là cần đầu tiên luôn. Mấy anh em mới vừa chạy xe vừa dựng lại luôn. Chết à. Chết quá. Tại vì cũng mới đây thôi à, cho nên là nó thì khi cá nó ghẻ hết mồi không. Hết mồi rồi. Cá ghẻ hết mồi cả nhà ơi. Bởi vậy mồi trùng này thì nó nhạy thiệt, nhưng mà có cái nó hao nha cả nhà. Nó hao mồi. 40 cần lận cả nhà ơi. Cắm nay cắm tăng cường hơn, bữa hổm cắm ít nước cạn. Cắm được có mấy con về không có đăng luôn rồi xóa clip luôn. Rồi tiếp tục nghe cả nhà. Trước nè. Em nhớ mày mãi trước á. Chín không? Trước nè. Hụt luôn hả? Còn mồi thinh vậy? Còn mồi luôn nha cả nhà. Lần thứ hai là nước hơi cạn lên. Trong đây có con cần nữa nha cả nhà. Ê, có ướt đọt. Ê, có dính luôn. Cá chê nè. Cá nha. Cá chê. Thở đi. Ướt đọt nha. Nó quấn như trong đây nè. Đó. Lên. Ừ. Rồi, gỡ luôn đi. Chê trắng nha nha. Ôi ôi. Con này gôi gôi không bự luôn. Lấy hùng. Đã cầm luôn đi, cầm tay luôn đi. Cho nó bớt giấy. Lâu lao cái ấy cái ngàn đỏ đỏ. Con đầu tiên luôn cả nhà ơi. Con đầu tiên luôn. Rồi để lấy cái thùng qua. Lấy cái thùng qua bỏ vô cái. Tại cái này cắm đi bằng xe nó cũng hơi bất tiện, cái là thắng lợi cái là phải vô hâm liền. Con đầu tiên luôn nghe cả nhà. Để anh lên anh móc mồi lại. Sớm hai anh em đi đào quá trời đào luôn mà được trùng nhỏ không. Con này trùng lương phải không ta? Trùng lương. Con trùng này là nó sống dài lắm á.
rồi để anh lên cắm lại nghe cả nhà. Đâu anh cắm như thế này nè. Ê, nó lo câu cong hay vậy, hụt lất luôn. Sao nước giật dữ ta, nước nó cạn á. Cắm be xuống đại đi, trừ hao. Anh em cắm nói chung là nãy nước nó lớn nha, nhưng mà giờ nước nó giật xuống quá. Ở đây mà cắm cá lóc khó cắm lắm rồi. Hôm trước này anh cần nữa không? Hả? Hôm trước anh cần nữa không? Trước tôi có đâu. Anh nhớ anh cắm cho bụi chuối nữa. Lúc trên đây mà. Thăm gần kia chưa? Chưa. Tiếp tục nữa cả nhà ơi. Cắm trong cái đường này, cái đường ra vô nhà của anh Linh luôn. Ê, có dính hay gì Linh ơi? Cái câu sức nhẹp đi cưỡng. Có dính này Linh ơi. Dính này mà không biết sảy hay là còn không nha. Chứ thấy cái đầu có nhẹp là thấy khoái rồi đó. Nè cả nhà. Ê, có dính Linh ơi. Thấy cái gầu nó dưới luôn rồi kìa. Có chừng dướng nó sảy nha. Có chừng dướng sảy. Dính gác dưới rồi. Đây đây dính rồi, dính rồi. Dính gác rồi. Dính cái chê hay gì cả nhà ơi. Chê. Ồ, lên bọt. Cá chê. Dính gác. Lên. Ngon lành. Trời ơi, bụng rồi kìa. Cái chè trắng nữa nha cả nhà. Hết biết cái bụng luôn rồi. No nưỡng luôn. Thứ gì chịu nổi con này mập chưa thấy nè. Ăn hay là tại mập ta? À, nó trứng hay gì á. Phải không? Gỡ gỡ luôn đi lên. Phải không? Trứng hay là mập? Trứng á. Ăn gì á, béo phì nè. Mập lù à. Nói chung cắm mồi trùng này là chỉ có cá này thôi nghe cả nhà, chứ ngoài ra không còn cái gì khác hết cả nhà. Nói chung hên hên được cá lóc. Rồi, cắm lại đi. Múc mồi rồi đi. Nè cả nhà. Quá xa đã luôn cả nhà ơi. Con này bự hơn con sớm chút. Mập lù luôn, bụng hết biết luôn. Con này làm như uống bia hơi nhiều nhau. Bụng hết biết luôn. Hai con đó nghe cả nhà, mới thăm có mấy cần thôi. Nói chung mình mới thăm cũng vài cần cả nhà, mà được về là ngon rồi. Hy vọng mấy cần sau nó cứ lai gai vậy là cũng được rồi. Thôi vậy còn cho vô thùng nha, rồi đi thăm tiếp nha cả nhà. Đây cắm có hai cần nha cả nhà. Dính không? Cần này đâu rồi? Đây. Điều gì đây, còn không? Sát mé quá. Trời ơi, dính cá nè. Trong đời mới thấy thì chứ. Móp lại cắm cá lóc luôn. Hả? Hay lại móp cắm cá lóc luôn. Trong đời mới thấy thì chứ. Cắm câu dính cá thiệt bự. Rồi nuốt cái lưỡi mất tiêu luôn rồi. Nuốt lưỡi luôn. Để về cắm cá lóc luôn ha. Sao dính? Cái anh móc cái anh dị ra cái đó là anh hại anh đó nha. Hai bên hai cần mà không dính cái nhà. Cần bên này không dính luôn. Còn mồi luôn. Kiểu này thất thủ nữa rồi cả nhà đi. Vậy trời. Đó, mồi còn thinh không ha. Thất thủ nữa rồi. Sao ai làm gì cũng trúng chứ sao mình làm không trúng vậy chân ta. Trúng là có điều trúng gió. Em thấy sớm vậy muốn trúng gió sớm giờ rồi đó. Hai con sớm giờ hoài luôn á. Tiền câu sao vậy? Hả? Nước ngập hay gì kỳ vậy? Đứt lưỡi. Vậy á mày. Hả? Sảy cái nước đang cạn mà sao ngập vậy? Đây cắm mấy cần. Còn bên kia cần. Nước đen cạn mà cái thằng câu ngập kỳ vậy. Búng vậy cho cá lóc lại à. Dính nào? Dính nào? Dính nào? Dính cái gì
Ai biết. Coi chừng sảy ngủ lắm nha, giờ hiếm dính mà còn sảy nữa xỉu luôn. Ui cá chê. Cá chê nữa. Coi là được rồi. Khó là được rồi hả? Đâu cái thùng đâu? Thùng để ngoài xe luôn rồi. Được con cá chê, cá trắng nữa mà nhỏ nha, cá chê trắng vậy là ngon nè. Cổ tay đứa nít, bụng sao thù lừ không ta? Bụng hả? Bụng nó kêu như con cá chốt nha. Cỡ này nó đâm nhất cứ gì vô nổi. Ê mẹ đừng nói bậy mày. Mồi nè. Hả? Cầm đi. Rồi để xuống đi, để xuống đi. Được con nữa cả nhà ơi. Con này không bự cũng được à. Hết nửa cần rồi đó nghe cả nhà. Để anh em thăm tiếp rồi với quay chập cuốn nữa, thôi thành quả được bao nhiêu Cường sẽ chia sẻ bao nhiêu cho cả nhà xem nghe cả nhà. Nói chung ra thì nó cá nó cũng ít lắm cả nhà. Không hiểu sao nó nước ngon quá trời luôn mà không dính. Cái gì? Mưa luôn trời. Mưa lâm râm mà. Nói chung ông trời cũng thèm mưa dữ lắm rồi nhưng mà không biết bữa nào nè. Hôm nay nắng lại nhưng mà nắng kiểu mà ổng muốn mưa, ổng nhớp chớp nhán một đêm chớp nhán dữ. Nắng này đâu ông cũng đâu có mặt nói. Không không có mặt. Rồi để cắm lại cái đi thăm tiếp nha cả nhà. Cái này luôn gì vậy? Dính quả vật rồi kìa. Hồi ôi dính cái con thắt lát. Dính cái sắt lát cả nhà ơi. Đây cả nhà. Con này bự à. Con này bự, con này bự anh Linh ơi, mặc lù luôn nè. Nó ăn mà sâu. Cạn khát lát cái đâu ăn đâu có sâu nổi. Đừ cái chân. Ừ, lôi cây đọt banh chảnh nha. Ây da. Rồi, để lên đây. Đây là cái lý à. Ôi ôi. Ngồi chút xíu nó sảy à. Nhà. Năm ngón tay. Con này con quấy. Con này con thắt lát cỡ này là bự lắm rồi. Thắt lát này thắt lát gì ta? Gọi thắt lát gì? Thắt lát trắng mình á. À. Con này làm nghe nói làm chả ngon lắm nè. Ê số tê tê luôn rồi, như bị chích điện nghe. nó cá thắt lát nó vậy nó lên bờ rồi nó con này bự lắm nghe cả nhà. Hết biết luôn. Ừ. Hàng khủng long. Ủa lôi cái đọt. Lôi quá trời luôn à. Cho vô thùng bê nữa nha. Đó. Vô. Cái nhà xem. Trời ơi dính ngóc bu. Hả? Dính ngóc bu lại phá quá. Nó lôi mồi lên trên cái cây nó ăn thế gì chịu nổi. Tại không có cá. Rồi. Cục mò cỡ đó là cũng được rồi, tại vì cá chê nó chỉ nghe mùi tanh lại nó nút thôi chứ. Còn trùng bất quá để sáng ta thăm thử nha. Còn đêm nó hay lắm. Hả? Đêm tới nó nhảy nó chạy nó. Trước nè anh Linh ơi. À, dính. Hả? Dính. Hả? Dính con vậy? Ai biết con gì kìa. Rồi lôi câu dữ vậy. Nè cả nhà. Lôi kìa. Ôi, cá bự lên ơi. Cá bự. Lôi kìa. Rồi trời lôi kìa. Xuống gỡ lên đi. Nè. Hả? Đây. Có chừng quăng lên chúng em nha, em đứng. Cái gì vậy? Cái chê. Cái bự không? Cũng được. Đâu cũng được. Ê, chảy nha. Mình quá. Cái chì trắng nữa. Chì trắng nữa rồi. Con này bự. Con này bự. Ôi ôi. Hết biết luôn rồi con này bự cả nhà ơi. Ừ, dính máy dữ vậy. Rồi tuốt nó ra nè. Để rửa. Tuốt nó ra chứ nè. Lôi càng câu nhìn thấy ghiền thiệt chứ ha. Ừ.
Cá chê nó lôi nào cũng dữ hơn cá lóc, chứ còn cá lóc nó lôi hơi hơi nghe cả nhà. Cá lóc nó chuyện thường thường nó dính rồi nó chỉ phóng, còn cá bự lắm nó mới chì cái con câu. Nó kêu kìa. Im không? Im không? Quá im. Ôi cá. Cầm tay anh luôn á Linh, đuôi cầm tay anh ơi. Cá chê trắng mà được cỡ này là quý cả nhà. Nó nói chung là nó bự lắm rồi đó. Rửa nó ăn cá. Vậy cũng được rồi. Vậy, vậy. Giờ này tắm hả? Rồi, cho vô thùng đi. Cho vô thùng cái chặt cua. Đó, ngon lành cả nhà ơi. Hả? Rớt mất tiêu dép luôn hả? Trời đất ơi, ông anh mình nhắc này ông dính cá quá ông cuốn cùng luôn rồi cả nhà ơi. Dính rồi chảy rồi. Mới sao mới... nó căng dữ vậy? Đâu dở anh thử coi. Thọt tay dưới á. Căng cứng nhắc luôn á. Lôi vô gốc dừa tiêu rồi sảy lên lên. Thấy không? Sảy hả? Sảy không? Dưới đây anh cần nè, anh Linh ơi, dưới đây nè. Ê, có dính rồi nha. Cái gì vậy? Có dính. Có dính rồi đó, mà không biết còn hay không nè, nó quắn quá vậy. Quắn quá nha. Ê, còn. Trời, vậy kìa. Trời, cái gì dữ vậy? Dữ lắm rồi anh Linh ơi, cái gì dữ lắm rồi. Trời. Ê, cái gì, trời, anh lọt dưới luôn vậy. Cái gì dữ lắm rồi, nó quậy dữ lắm á. Con vậy? Ôi. Hả? Bự không? Bự không? Bự. Bự dữ không? Cũng được. Cầm cái đầu của ngay đấy không vuột. Cái bờ khó lên cái nhà ơi. Ôi. Hàng khủng. Vậy là ngon rồi. Lên bờ được rồi mày. Trời ơi, cái lóc coi nè. Thăm sớm giờ muốn hết câu luôn mới dính được con cá lóc đó nha. Ủa cá lóc. Trời ơi trời. Vậy thì ghê thiệt. Con này nói chung là ở chỗ cường gọi là bự đó nghe cả nhà. Dính dữ vậy. Trời ơi trời, cá lóc rồi nè. Vậy là cá lóc này nãy giờ táp chọc chọc đó. Thì đó chiều mình cắm á, táp. Con này thăm trễ chút xíu nữa sảy rồi. Trời dính gì sao sảy nổi nè. Nè dính kiểu này sao sảy. Dính vô con mang lắc rồi, thứ gì chịu nổi nha. Gỡ nó nha cả nhà. Hàng khủng. Hết biết cá lóc mới ngon luôn cả nhà. Từ nãy giờ mới được. Hú hồn thiệt chứ. Đến đâu hôm nay không có con cá lóc nè. Ai nhờ cũng được một con là mừng nè. Má cái này dễ gì sẽ nói. Hả? Không sảy nổi đâu. Móc gỡ xuôi theo chiều câu á. Không ra luôn. Nó móc như xương. Lại tới đó dãy đùng đùng. Đây, em mượn. Em gỡ cái nhẹ nhàng ra nè. Ủa? Cứng vậy? Ừ. Cứng quá à. Dính vậy sao sảy. Nó qua đã cả nhà ơi. Trời ơi. Ê sảy đúng không? Dễ gì. Trên lộ mà còn sảy nữa. Quá trời. Con này chắc cỡ 400-500 gram nha. Nửa ký. Không tới nửa ký nhưng mà cỡ 400 gram. Trời nó ngon. Mập lù luôn cả nhà ơi. Thứ gì chịu nổi thứ này thiệt chứ. Để nghe coi nè. Cổ tay cường luôn cả nhà, nó bự á. Dục Linh trên lộ nó dính cát, nó dính vào cái đá quá trời luôn. Để hồi rửa lại để không nó bị nhám con cá. Nói chung cá mồi trùng này thì thỉnh thoảng nó vẫn dính cá lóc nữa nha, nhưng mà ít lắm, hạn chế lắm chứ không phải như là mồi mồi dế hay là nhái. Để Linh cắm lại nha cả nhà.
quá trời đã luôn. cái mé đây mỗi lần đi xuống cái nó dằn xuống dưới không à, nó sâu quá. Ê. Dãy quá trời dãy cả nhà ơi. Thôi để Cường ốp video cả nhà, cho nó vô thùng rồi cái mình đi thăm tiếp cả nhà. Trước nữa em nhớ trước nữa. Trước cần nữa, chỗ này không có. Cấm chiều cấm mạnh ai nấy cấm, bây giờ hết đường nhớ. Ôi ơi cần này cạn dữ vậy. Nó cạn quá, hình như nó lú luôn. Hết mồi luôn à. Hết mồi cái nhà, móc lại. Anh canh buổi sáng nước lớn một chập nữa. Nói chung là cái đường kinh nước đứng mới được chứ nước này anh cắm không được đâu. Đó, bởi vậy nước nó lên xuống vậy sao mình cắm cái gì? Như đây đâu có không? Không, trước nữa. Trước cần nữa, trước còn 3 cần nữa. Kiếm còn cái chê nữa được rồi. À, dính. Dính gì? Dính cá lóc kìa, thấy không? Đâu? Nè, cá lóc nằm nè, nó. Trời ơi, dính cá lóc gì thì gậu vậy? Không dính, thấy dính cá lóc bự một chút nữa. Dính cá lóc đó nha. Đi con quay thêm là nó đó. Nhỏ à. Dạ luôn. Cái này cá con, cá nãy. Này, gỡ ra luôn. Con này nhỏ cả nhà, xíu à. Nước lưỡi luôn. Tại vì giác này nước rút á, thành ra mồi nó nổi lên á, cá lóc nó mới đi ăn nè. Con này anh em đi thăm cái chó sủa quá. Hết trùng hết mồi luôn à. Thăm nói chung mồi cũng vừa đủ cả nhà, không có không có nhiều, tại chỗ Cường đào ba cái trùng này khó lắm, ít lắm, tại vì hồi xưa là kiểu như là tháng 9, tháng 10 nước nó lên đó, rồi nước nó ngập ba cái đường kinh đó, nó dồn vô vườn đó, đào nhiều lắm chứ giờ đào ít xịu à, tại vì đa phần chỗ Cường người ta lên liếp hết, lên liếp ta lên vườn á, vườn xịt thuốc quá đâu còn. Mới vừa về tới nhà của anh Linh luôn nha cả nhà. Thì để mà đổ cá ra quay cho cả nhà xem nha. Được hình như là còn nhớ mày mại là 4 con cá chê, chứ con cá sát lát với con cá lóc bự, con cá lóc nhỏ. Đổ đi Linh. Đổ đi. Vậy cũng được rồi, 40 cân. Có đỡ hơn không. Cá giờ nó hiếm hôi lắm nha. Giờ kiếm cá khó khăn. Gì vậy? Bự, cá bự nó ra không được á. Còn cá sắc lát này nó gục luôn rồi. Lên bờ dở thôi chứ lên bờ cái nó ngục sắc lát mà lên bờ dở. Còn cá lóc chúa. Cá lóc đâu không chịu ra ta. Học tay bắt cho lẹ. Đó. Ôi cá lóc chúa. Được con cá lóc nha. Học mềm luôn bự nè. Khoảng cá lóc này làm như bảy cá lóc con nó vậy. Cái chê được 4 cá chê với 2 cá lóc với con cá sắc lát này cũng bự lắm. Cá này loại là lớn rồi đó. Nó bự ghê cả nhà, bản ngang bự ra.
Nhà này cũng khuya rồi cả nhà ơi, thì để sáng cho anh Linh anh đi cuốn đi chứ Cường chỉ quay chập thăm thôi, cả nhà không có quay cuốn. Sáng anh Linh anh ở gần cái chỗ cuốn cho nên anh đi cuốn cho nó tiện. Con này giờ bỏ tủ lạnh hay sao ta? Con đó hả? Ừ, con này thịt không á chứ mà có điều. Đậu thịt luôn á, bỏ tủ lạnh sáng bụng. À. Ừ. Cạo lấy thịt luôn á, bỏ ấy chứ bỏ tủ lạnh bụng á. Cái lóc này có 400 gram không Linh? 400 nửa ký gì vậy cũng được cả nhà, có cái video đăng cho cả nhà xem. Thì thôi cũng xin kết thúc clip nha cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi xem clip thật nhiều vui vẻ nha. Chào tạm biệt cả nhà luôn Linh. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà video sau nha. Rồi, cùng...